chiếc đồng hồ này là vô cùng rẻ luôn. Rẻ đến cái mức độ mà ai cũng có thể mua được, chỉ bằng 1/3 tháng lương của anh em thôi. Và tháng lương bao nhiêu thì tôi không biết. Đến từ các pháp sư Trung Hoa. Đặc điểm nổi bật của mẫu này là cái thiết kế và cái bộ khung nó là vô cùng nhẹ luôn. Nhẹ đến nỗi mà gió thổi bay được luôn anh em ạ. Chất liệu là bio ceramic pha với nhựa nữa. Nó cứng, cứng hơn nhựa nha anh em. Đôi khi mình va chạm thật mạnh á, nó mới để lại cái vết móp thôi. Omega lấy ý tưởng từ các hành tinh và các vì sao để tạo ra những cái màu sắc cho chiếc đồng hồ này. Cái mẫu Monster Watch này nó rất nhiều màu, rất nhiều cách phối dây luôn anh em ạ. Anh em có thể xem ảnh ở phần giỏ hàng. Sau một thời gian sử dụng thì tôi thấy cái dây này đeo nó hơi khó và nó hơi cứng, nên tôi tự giác trang bị cho anh em một bộ dây da thật và một cái khóa thông minh, giúp anh em đeo nhanh lắm và nó mềm hơn nữa.